Sô Tuấn Lan lại gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em. Thì hôm nay hàng mới về rất là nhiều để phục vụ cho các bác cái mùa bẫy cuốc năm nay. Thì đây là cái lụp một mặt các bác nhé, số lượng rất là nhiều để phục vụ cho các bác. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch. Các bác mua hàng thì điện trực tiếp theo 3 số điện thoại shop luôn luôn để trên đầu trang. Các bác có thể vào Zalo theo 3 số em sẽ gửi hình trực tiếp cho các bác xem cụ thể các bác nhé. Thì shop là một đơn vị bán hàng chuyên nghiệp nên là phục vụ giá thì rất hợp lý cho các bác chơi. Đây là cái lụp một mặt các bác nhé. Chất liệu thì 100% bằng inox. Đây tặng cho bác một quả chuông các bác nhé. Đây ở trên đỉnh là một cỏ nhân tạo. Đấy, và đằng sau là cái tấm meca bằng của Đài Loan. Và đây là cái chỗ tháo ra các bác đút con mồi giả vào, mồi thật vào các bác nhé. Đấy, đây. Cái này thì nó kích thước của nó là vuông, trung bình là 30 phân các bác nhé. Đấy, vuông tròn là 30 phân. Chất liệu thì 100% bằng inox rồi nên là em cũng không sơn, để nguyên bản luôn để các bác nhìn. Lò xo thì rất là chắc chắn các bác nhé. Đấy, rất là dễ sập. Đây nên là làm rất là cẩn thận cho các bác vẫy cuốc. Một cái lụp một mặt này thì giá thì shop đang bán với giá là hơn 900.000 đồng các bác nhé. Đấy, để biết thêm cụ thể giá thì các bác có thể liên hệ trực tiếp bên em để nắm được giá, cũng như là cái lụp hai mặt bên shop rất nhiều sản phẩm khác nên các bác mua sản phẩm gì thì alo cho shop để đặt hàng. Đây là cái thử luôn các bác nhé, xem mà sập độ nhạy nào các bác nhé. Đấy, rất là mạnh. Đây, các bác có thể nhìn kỹ sản phẩm shop bán hàng thực tế trên video nên là các bác mua thì alo cho shop để đặt hàng. Shop là ship COD toàn quốc, các bác kiểm tra hàng test thử ok mới thanh toán tiền, nên là rất mong là các bác sẽ ủng hộ shop thì ấn vào quả chuông và like để ủng hộ shop. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.